Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình trải nghiệm xe của chúng tôi, tinxe.vn. Và ngay bây giờ, chúng tôi đang có mặt ở trong khuôn viên ra mắt chiếc xe máy điện mới nhất của Pega mang tên ISH. Nghe cái tên này các bạn đã phải đủ hiểu là chiếc xe này được thiết kế và làm theo chiếc xe nào rồi chứ. Vâng, ngay đằng sau tôi đây là chiếc Pega ISH. Dạ vâng, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy thiết kế tổng thể của chiếc xe này. Nó rất là giống với cả chiếc xe Honda SH mà chúng ta đã rất quen thuộc, là một chiếc xe tay ga hạng sang. Thế nhưng ở đây, Pega đã thiết kế chúng ta một chiếc xe điện mang kiểu dáng xe ga hạng sang. Và nó có những cái gì trên xe này? Các bạn có thể thấy ở đây tôi có một cái bảng thông số kỹ thuật của chiếc xe. Như sau là chiều cao yên xe là 780mm. Với cái chiều cao yên xe này thì nó thấp hơn SH thông thường. Và nó được cái gì? Nó thấp như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là điều khiển chiếc xe này mặc dù là cái ngoại hình của chúng ta có như thế nào thì nó vẫn rất là hợp lý. Đây thì là tải trọng được 250 cân, thì cái này còn phải test. Trọng lượng xe là 155 kg, thì đây là một cái trọng lượng xe khá là nặng, khá là nặng nhá. Dành cho các chị em phụ nữ thì là nó hơi vất vả một chút khi mà cái kiểu dáng to cao này, cái độ nặng của nó 155 cân thì là nặng hơn chiếc xe SH bây giờ. Cái SH phiên bản mới, cái SH phiên bản mới rất là nhẹ nha, nó chỉ có hơn 100 cân một chút thôi. À vâng, thưa bạn, đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái ngoại hình của chiếc xe này nó như thế nào, nó so sánh như ra sao so với cả chiếc SH. Các bạn hãy cùng vào đây nhìn vào dàn đầu với tôi. Đầu tiên ở cái dàn đầu này, nếu như mà nói chiếc xe này lấy cảm hứng từ SH thì tôi phải công nhận là cái dàn đầu để thiết kế cực kỳ xấu. Tại sao? Cái dàn đầu này nó quá là tròn trịa, nó đúng một cái đường vo tròn vào đây. Và thêm nữa là các cái chi tiết trên này là các cái chi tiết như là đèn demi này, đèn xi nhan này, và một cái giải thiết kế chrome như này. Nhìn về cái tổng thể, nhìn về phía xa thì trông là nó cũng được thôi. Nhưng mà nhìn vào gần thì các cái chi tiết này hơi bị rời rạc và nó không được tinh tế như Honda SH phiên bản cũ. Còn với phiên bản mới của SH, nó vẫn vuông vắn ở dàn đầu nhưng mà nó là đã được thay đổi một chút, cho chúng ta cái nhìn là chưa được quen mắt cho lắm. Nên cái phiên bản mới đó nó vẫn chưa được gọi là được cái chúng ta chấp nhận cái vẻ đẹp của nó. Tiếp đến, ở phía trên này là một cái thiết kế bộ đèn pha cũng full LED phân tầng. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái đèn pha LED này nó khá là sáng và nó cho cái ánh sáng là màu trắng, cho nên là cái thiết kế nhìn ban ngày như các bạn thấy đây, nó chiếu vào tay tôi thì nó rất là sáng nhá. Và nó cho cái chiếu sáng thì cũng ổn thôi. Thì cái này thì tôi sẽ không nói nhiều. Xuống đến dàn chân của phía Pega ISH này được sử dụng cái size vành y hệt như Honda SH. Và thêm nữa là cũng sử dụng phanh đĩa này, phụ ống lồng này, kích thước khá là lớn. Ở đây thì cái bộ phanh như các bạn thấy có hai cái dây nối dầu ở đây. Thì cái bộ phanh này được tích hợp cái công nghệ CBS, cũng như trên cái phiên bản Honda SH CBS. Nó là phanh phối hợp giữa phanh trước và phanh sau. Khi mà bạn bóp phanh thì cả hai phanh sẽ đều có các cái tác động để giảm tốc ở cả bánh trước và bánh sau, thì nó sẽ an toàn hơn và chống trượt gần như là ABS nhưng mà chưa đến được cái mức độ đó. Tiếp đến, vào đến cái cánh yếm. Cái cánh yếm này trên ISH của Pega thì nó rất là dày. Các bạn thấy cái độ dày của nó rất là lớn. Dày như này để tích hợp những cái bộ điện ở bên trong, các cái bảng điều khiển của nó. Và nó còn cho chúng ta ở đây một cái cốp đựng rất là hợp lý, khá là tiện dụng. Nếu như mà trong này có thêm một cái bộ gọi là sạc điện thoại nữa thì perfect. Nhưng mà ở đây thì là không có. Tiếp đến ở đây là cái dàn thân. Cái dàn thân của Pega ISH thì tôi có đánh giá là nó thiết kế cũng khá là đẹp đấy. Nó rất là vuông vắn và nó cho ít những cái đường nét gọi là cắt xẻ hơn so với cả những cái chiếc xe điện đang rất là lạm dụng bây giờ. Cho nên trông nó rất là hiện đại, trông nó có cái vẻ gì đấy, nó rất là thể thao. Khi mà có một cái đường chrome ở đây, nó chạy dọc theo cái phần thân yên và hướng về phía đuôi. Thì cái thiết kế này tôi đánh giá là đẹp hơn nó là SH phiên bản 2020, khi mà SH 2020 nó lại sở hữu một cái đường vòng như này, ôm vào cái bộ đèn hậu.
trông khá là xấu và trông khá là Trung Quốc. Thì ở đây thì cái thiết kế tổng thể chiếc xe này thì như tôi đánh giá thì là một chiếc xe tay ga đẹp, cao ráo, hoành tráng, và nó cho một cái cảm giác gì đấy nó hiện đại và nó sang chảnh hơn những cái dòng xe điện hiện tại bây giờ trên thị trường. Ở đây thì các bạn có thể thấy một cái dàn đuôi cũng rất là dày. Cái dàn đuôi này thực sự nó chưa được đẹp cho lắm, bởi vì nó được thiết kế cái độ dày của nó rất là lớn. Nó không có độ vuốt ở phía sau để cho nó thể thao và nó gọn gàng hơn. Nhưng toàn bộ đèn hậu của chiếc ISH này được trang bị là đèn LED và có một cái dải LED DMB ở đây. Các bạn thấy những cái dải LED như thế này tạo ra cái hiệu ứng hình ảnh rất là hay so với những cái chiếc xe máy cũng như là xe điện, thì nó tạo ra một cái nét gọi là đặc trưng dành cho chiếc xe này. Thì để xem ở đây nó là hình chữ U và có hai cái cánh dài hai bên cũng đẹp đấy, nhưng mà nó vẫn là xe điện thôi. Thì dưới này thì là cái bộ chắn bùn thì có thiết kế không khác gì so với ở các cái, những cái chiếc xe tay ga bây giờ. Cái bộ chắn bùn này thì chắc là hoạt động cũng tốt thôi, bởi vì nó xòe, độ xòe khá là lớn. Đúng không? Còn về cái chuyển động của chiếc xe này và cái khối động cơ, thì theo như Pega vừa giới thiệu thì khối động cơ này được áp dụng là một cái khối động cơ hoàn toàn mới, có cái khả năng chuyển động cho bánh sau bằng dây Cura và các cái nhông Cura. Thì ở đây theo như tôi được đọc thì là hiệu suất động cơ của chiếc xe này là đạt 4.000W, bô men xoắn 140 Nm/m. Ủa, tốc độ tối đa là 65 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 đến 65 km chỉ trong 3 giây. Chỉ số chống nước IP67, quãng đường đi trong một lần sạc là 120 cây. Như vậy với khối động cơ mới này trên Pega ISH thì thực sự là so với cái giá tiền của nó tích hợp vào cái động cơ này 29,9 triệu mà lại được sử dụng cái động cơ khá là hiện đại này, mà bây giờ nhiều các cái hãng xe điện nổi tiếng thế giới như là Tesla hay là vân vân thì họ cũng dùng cái hệ chuyển động này qua dây Cura và nó bền bỉ hơn so với là xích và nó sẽ êm hơn, không có tiếng động. Ở đây cái bộ động cơ này chúng ta còn phải thời gian để mà kiểm chứng xem là nó có bền hay không và nó hoạt động tiết kiệm và có đạt được cái hiệu suất là 120 km một lần sạc hay không, thì cái này cần phải thời gian để kiểm tra nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ nói về các cái trang bị trên chiếc xe này. Đầu tiên, cái trang bị nổi bật nhất trên chiếc xe đó là hệ đèn LED full LED trước sau và cả xi nhan. Tiếp đến là cái gì? Đây là cái màn hình. Cái màn hình đồng hồ của Pega ISH là full điện tử và nó thể hiện các thông số rất là thông minh và nó rất là nổi bật. Như ở đây phía chính giữa là cái tốc độ, khi mà bạn lên ga cái nó tăng ngay và nó được tích hợp vào bánh sau nhé, tích hợp đo tốc độ vào bánh sau, cho nên là kể cả khi bạn dựng trên trống giữa đứng một chỗ như này, bạn tăng ga lên thì nó cũng vẫn biểu hiện cái tốc độ ở đây. Và thực tế là nó lên khá là nhanh trong cái điều kiện là không có tải. Như ở đây là tôi thử kéo ga ra. Đấy, nó chỉ tầm 2 giây thôi là nó đã đến 65 km/h rồi. Rất là ổn. Đây thì còn cái gì nữa? Có các cái chế độ lái Eco và Sport. Eco thì nó là cái chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu, và Sport là cái chế độ mạnh nhất dành cho chiếc xe này. Trên này thì có Odo này, Trip này, và một cái bảng như bảng báo xăng, nhưng mà đây là bảng báo cái năng lượng ở bên trong của bình ắc quy. Rồi, còn gì nữa? Smart Key. Wow, cái này là không thể thiếu. Nhưng mà cái Smart Key trên này nhìn nó trông nó rất là hay. Nó tròn trịa và nó có một cái đường viền LED màu xanh kia. Thì ở đây, đây là cái bộ Smart Key của chiếc xe. Thì nó cũng chỉ có cái tác dụng như những chiếc xe tay ga bình thường thôi, có một cái nút gọi và nút khóa xe thì là ok. Theo như tôi được biết thì chiếc xe này còn được trang bị thêm một cái gọi là cảm biến di chuyển và cảm biến tác động thân vỏ. Thì cái này là giúp cho chúng ta trong việc bảo vệ tài sản của mình hơn. Khi mà chiếc xe không có chìa khóa ở gần trong bán kính 5m thì bất kỳ ai di chuyển chiếc xe hay là có một cái tác động mạnh vào chiếc xe, nó sẽ kêu lên để báo động chúng ta biết là có kẻ đang xâm nhập vào chiếc xe. Thì cái này là rất là ok và nên tích hợp vào nhất các cái chiếc xe ga hiện đại bây giờ, bởi vì cái tình trạng trộm cắp ở Việt Nam cũng khá là mạnh tay. Vâng, còn gì nữa? Đây thì tôi sẽ mở cái cốp cho các bạn xem. Cái cốp này cũng được mở bằng chìa khóa Smart Key nhé. Đây, cái cốp này
thì theo như tôi, cảm quan của tôi ấy, thì là nó có cái độ rộng nó khá là tương tự với chiếc Honda SH 2020 là khoảng 28-30 lít. Thì cái này thì có thể đựng vừa được hai chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu này, rồi bên trong này có cả sạc pin điện thoại và có một cái đèn. Cái đèn này là chưa có trên SH 2020 nhá. Cái đèn này là một trong những cái rất là tiện dụng khi mà chúng ta tìm đồ trong cốp buổi tối. Mà không có cái đèn này thì đúng là mù. Còn gì nữa? Ở đây thì cái bộ yên này, cái bộ yên này khá là dẻo. Dự đoán là nó sẽ rất là bền. Và có cái mút cũng không được dày lắm và phân tầng thì cũng ok thôi. Mới được cái dẻo thì nó sẽ bền thôi. Được không? Như tôi vừa mới cho các bạn xem về cái độ mềm của cái yên này. Vậy thì những cái đồ đạc ở trong cốp xe của chúng ta khi mà để trong cái yên xe này thì liệu có an toàn hay không? Thì tôi sẽ thử ngay một cái tuyệt chiêu gọi là được trộn sử dụng rất nhiều tại Việt Nam. Kênh cốp này móc. Thì ở đây cái bộ yên này nó mềm quá, cho nên là cái việc kênh cốp này nó rất là dễ. Để thấy là tôi kênh lên này. Đó, nó tạo ra một cái khoảng hở ngay ở phía dưới này. Và nếu như bênh cao nữa lên thì hoàn toàn có thể một cái tay thò vào đây lấy đồ của bạn. Cái này cũng là một cái điểm vừa mạnh vừa yếu trên chiếc xe này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc xe này để xem thực hư nó sử dụng ra sao, nó chống nước như thế nào và nó vượt qua địa hình ra sao cùng với chúng tôi. Cả các cái đoạn đường đẹp bình thường này so với cả cái đường mà Pega đã dựng lên để chúng ta trải nghiệm chiếc xe, gồm có các cái chướng ngại vật như là gờ giảm tốc lên dốc xuống dốc và xuống một cái khe nước, thì tôi có một cái đánh giá về chiếc xe này như sau. Đầu tiên là cái cảm giác ngồi. Cảm giác ngồi đầu tiên của chiếc xe này là yên nó khá là mềm, cho nên chúng ta ngồi sẽ là một cái cảm giác nó cũng khá là êm. Và cho cái tay lái thì cảm giác ngồi thẳng lưng khá giống với cả Honda SH thông thường. Tiếp đến, có một cái vấn đề trên chiếc xe này mà khi mà tôi được trải nghiệm, đó là cái đầu xe. Cái đầu xe hiện tại đang hơi nặng, bởi vì tôi không rõ là do cái phân bổ trọng lượng của nó hay là do chiếc xe này nó nặng sẵn rồi. Chiếc xe này nặng bình thường là 155 cân, là một cái mức nặng cũng khá là kinh dị cho một chiếc xe điện hiện tại bây giờ. Tiếp đến, cái bộ phuộc trước của chiếc xe này nó đang hơi bị yếu. Và khi mà chúng ta bóp chết phanh, chúng ta thử ngay một cái đoạn đường đứng im thôi, thì nó sẽ không được mượt mà cho lắm, mà nó sẽ có một cái khoảng nó hơi khục khục một chút. Thì đây là tôi cũng chưa rõ là do cái kết cấu phuộc hay là do cái phanh nó chưa được dít vào cái đĩa phanh cho lắm. Thì không sao. Rồi, tiếp đến, cái cảm giác ga. Cảm giác ga của chiếc xe này trên các cái đoạn đường phẳng thì là nó rất là êm, rất là mượt, bởi vì một phần là cũng do nó nặng nữa. Nhưng cái khả năng tăng tốc mà lên 65 km/h cho chiếc xe to như thế này thì thực sự là đúng là chỉ phù hợp cho việc sử dụng thành phố mà thôi. Và nếu như mà nó có khả năng đi được 120 km trong một lần sạc thì là rất là hợp lý chúng ta sử dụng hàng ngày. Và chắc là phải đi tầm 2-3 ngày mới phải sạc một lần. Thì cái việc này cũng là bảo vệ cho pin của chúng ta. Rồi, gì nữa? Bộ phanh. Cái bộ phanh trên xe này tôi đặc biệt là ấn tượng. Tại sao? Bởi vì là cái bộ phanh này nó chỉ là CBS thôi. Nhưng khi mà tôi sau khi có cái bài trải nghiệm qua rãnh nước ấy, lúc mà đổ dốc xuống và đi xuống cái đường phía dưới, nó vẫn đang rất là ướt. Nhưng bóp chết phanh thì nó cũng không hề bị trượt. Nó dồn hai bánh vào và nó cảm giác nó rất là chắc. Nó chắc xe lắm. Cho nên là cái bộ phanh này là bộ phanh rất là an toàn. Và khi mà phanh thì nó sẽ ngắt máy, giống như là các cái nhiều cái công nghệ xe tay ga bây giờ. Thì cái lúc phanh thì nó sẽ kết hợp giảm cái moment xoắn, thì rất là ok. Đây thì các cái trang bị trên xe có Smart Key,
hợp lý thôi. Tiện hiện đại và tiện dụng. Ở đây thì còn có cả hai cái móc cho các bạn, hai móc cho các bạn treo đồ, có thể phân chia đồ ra đi chợ chẳng hạn, thì đồ ướt ở một ở dưới, còn đồ khô ở phía trên, nó sẽ đỡ lẫn lộn vào nhau. Thì cái này là hợp lý thôi. Cái này thì Pega cũng đã suy nghĩ rất là nhiều để thiết kế chúng ta một cái xe nó tiện lợi và có thể dùng trong nhiều trường hợp. Đó thì cái bài trải nghiệm chống nước của chúng tôi thì đi qua nước niếc thì vẫn rất là ok, vẫn hoạt động bình thường, không hề bị trượt, không hề bị chập cái gì cả. Và cái đấy thì cũng là nước sạch và chưa được trong cái thời gian lâu lắm. Thì cái này còn phải trải nghiệm thêm. Để tổng kết lại cái bài trải nghiệm hôm nay của chúng tôi về chiếc xe điện mới nhất của Pega mang tên ISH là gì? Đầu tiên về kiểu dáng, nó giống SH. Nó là chiếc xe tay ga, xe tay ga điện. Hoành tráng, đẹp và to cao nhất trong thị trường xe điện Việt Nam hiện tại. Và tiếp đến là cái cảm giác lái mượt mà, êm ái và nó hợp lý và không bị quá sốc và không bị là quá là gây cho chúng ta cái cảm giác là hơi sợ khi đi xe điện như ngày xưa nữa. Mà bây giờ thì cảm giác nó đã rất khác rồi. Phanh ngon, phuộc chưa ngon, yên vẫn hơi mềm và các cái trang bị đều ok, rất là hợp lý, tiện dụng cho người lái. Đây là một chiếc xe thực sự là xứng đáng tầm giá 29,9 triệu đồng. Và trong những cái ngày đầu tiên mà chiếc xe được bán ra thì nó còn được giảm thêm 2 triệu nữa là chỉ còn 27,9 thôi. Thì cái mức giá này là một cái mức giá rất là hợp lý để chúng ta thay thế những cái chiếc xe ga thông thường hiện tại bây giờ để sử dụng trong thành phố. Dạ vâng. Bài trải nghiệm của chúng tôi hôm nay đến là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.